vai tay là bệnh lý dễ tủy cổ, hay còn được gọi là đau cổ vai gáy cánh tay, có các triệu chứng lâm sàng liên quan đến các bệnh lý cột sống cổ, các rối loạn chức năng rễ, dây thần kinh cột sống. Hội chứng cổ vai tay không liên quan đến các bệnh lý viêm, chỉ đơn thuần là các cơn đau dây thần kinh. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hội chứng cổ vai cánh tay là người bệnh bị thoái hóa cột sống cổ, khớp liên đốt và liên mỏ dẫn đến các rễ dây thần kinh cột sống cổ. Có đến 25% trường hợp người bệnh thoát vị đĩa đệm, cột sống cổ bị hội chứng cổ vai cánh tay. Đối tượng chủ yếu thường mắc hội chứng cổ vai tay là những người làm việc văn phòng, lái xe, lao động nặng, người bị các bệnh liên quan đến đốt sống cổ hoặc nhóm người bị dị tật bẩm sinh vùng cổ. Sau đây là một số điều bạn nên lưu ý để có thể phòng tránh hội chứng cổ vai cánh tay. 1. Mỗi người cần có một lối sống khoa học, nên xây dựng những bài tập thể dục cho vùng cổ và cánh tay, đồng thời luyện tập thể thao thường xuyên với những bài tập cụ thể. 2. Bạn nên làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, nên thư giãn vùng cổ nếu ngồi làm việc trong một khoảng thời gian dài. 3. Tập cho bản thân tư thế ngồi hợp lý, tránh cúi gập cổ trong thời gian dài cũng như hạn chế ngồi sai tư thế. 4. Xoa bóp, massage vùng cổ sau một thời gian dài sau khi đọc sách, sử dụng máy tính, giúp máu lưu thông tốt hơn và các cơ vùng cổ được thư giãn nhiều hơn. 5. Ăn uống đủ dinh dưỡng, tránh những thực phẩm có hại cho cơ thể, nên bổ sung nhiều canxi, vitamin D, kali. Thưa quý vị, phương pháp gáy chi cắt bút trong điều trị các bệnh lý về xương khớp đã và đang được nhiều bệnh nhân tin tưởng điều trị, bởi đây là một phương pháp hoàn toàn không sử dụng thuốc, không phẫu thuật, gây đau đớn, ít biến chứng, mang lại hiệu quả điều trị lâu dài. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.